Thì chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em cái buổi giải đáp các cái câu vận dụng và vận dụng cao của các chuyên đề mà các em học sinh gửi về. Thì có rất nhiều các em học sinh gửi về, tuy nhiên là do cái thời gian nó cũng không được nhiều nên thầy chỉ tổng hợp được bấy nhiêu cái câu hỏi mà các em gửi về đây thôi. Thì có những em mà thầy gửi về thầy chưa tổng hợp được đó, thì có thể hẹn các em ở một cái buổi khác, nhiều khi tin nhắn nó trôi qua thì không thấy. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ cái câu số 1 nha các em. Cái đề thì thầy có để phía dưới, các em có thể kéo xuống phía dưới. Cái đề thì thầy đang đã từ hôm qua rồi. Các em xem cái đề. Mở cái link đề lên để xem, đừng phụ thuộc vào cái đề của thầy cho nó tiện. Ta sẽ bắt đầu từ câu số 1. Câu số 1 là một cái câu mang tính chất là khủng bố tinh thần thôi, chứ thực ra nó không khó. Câu này chúng ta sử dụng điều kiện cần, tức là chúng ta giải bằng phương pháp suy ra, sau đó thử lại nếu có thời gian. Còn nếu giải trắc nghiệm không có thời gian thì còn phải thử lại. Người ta cho f của 3 là bằng 3 rồi, và f của 4 là bằng 4. Thì cái câu này ta sẽ giải như sau. Cái chỗ này chỉ có mỗi hai giả thuyết này, và khi tính f của 7 thì các em phải hình dung là chúng ta phải tìm được a và b thì mới tính được f của 7. Thì khai thác từ cái chỗ mà f chỗ này nha, thì chúng ta giả sử rằng thầy đang hướng dẫn câu số 1. Chúng ta giả sử rằng là nếu mà f của 3 mà giả sử rằng nó nhỏ hơn 3 đi. Rồi. Nếu f của 3 nhỏ hơn 3 thì từ đây là các em nhớ là vì cái hàm số này thì cái đề thầy ghi thiếu kìa. Thầy đánh máy cái đề này của một cái câu của một em nhắn tin hỏi cho thầy. Nhưng mà trong cái đề thì đánh lại thì nó thiếu mất một cái giả thuyết. Thì các em bổ sung thêm giùm cho thầy nha. Cái hàm số này nó thỏa mãn cái này và nó đồng biến trên R. Rồi. Đồng biến. Này sorry các em nhé. Đồng biến trên R. Này là của một cái em gửi về. Nhưng mà thầy đánh máy lại thì nó cái đề nó bị thiếu mất cái giả thuyết chỗ này. Nếu thiếu mất giả thuyết chỗ này thì chúng ta không thể giải được bài này. Thì phải có cái giả thuyết đó thì chúng ta mới giải được cái bài toán này. Giả thuyết đó áp dụng vào chỗ này. Là vì f của 3, giả sử rằng nếu f của 3 mà nhỏ hơn 3. Nếu các em giả sử rằng f của 3 nhỏ hơn 3 thì các em sẽ suy ra được là f của 3 nó sẽ nhỏ hơn là f của 3. Đúng không? Tức là các em lấy f hai vế, vì f của 3 nhỏ hơn 3 thì các em lấy f hai vế thì sẽ được là f của 3 nó sẽ nhỏ hơn là f của 3. Mà f của 3 thì f của 3 sẽ nhỏ hơn 3 nên thôi ta viết lại cái này. Ta viết lại là f của 3 nó nhỏ hơn 3. Và từ đây chúng ta lấy cái giá trị hàm số hai vế thêm một lần nữa là f của 3 thì nó sẽ nhỏ hơn f của 3. Mà f của 3 ngay từ ban đầu nó nhỏ hơn 3, như này cũng nhỏ hơn 3. Điều này có nghĩa là nếu mà f của 3 nhỏ hơn 3, nếu f của 3 mà nhỏ hơn 3 thì f của 3 gì đó nó sẽ nhỏ hơn 3. Được không kìa? Đấy. Và tương tự thì các em sẽ chứng minh được. Các em cũng sẽ chứng minh được là nếu mà f của 3 mà lớn hơn 3 thì cái thằng f của 3 nó cũng sẽ lớn hơn 3. Được không? Thì từ đây chúng ta suy ra. Từ đây chúng ta suy ra là với cái giả thuyết này, thì với cái giả thuyết mà từ đây chúng ta sẽ suy ra được là gì? Từ cái cách phân tích như thế này thì chúng ta sẽ suy ra là f của 3 mà nó muốn bằng 3 thì ta sẽ suy ra được f của 3 phải bằng 3. Được không? Thì cái giả thuyết ở đây thầy đánh máy thiếu là ở chỗ là hàm số đồng biến trên R. Thì tại sao thiếu cái giả thuyết đó thì chúng ta không giải được bài toán này? Tại vì thiếu giả thuyết đó thì chúng ta không từ đây chúng ta không có được điều này. Phải có cái giả thuyết là đồng biến trên R. Thì xin lỗi các em, chỗ này thầy đánh máy thiếu là do cũng không có nhiều thời gian, với lại cái đề này được chụp lại từ một bạn á, như lúc đánh máy nên bị nhầm. Thì chốt lại
cái giả thuyết mà hàm số đồng biến trên R thì để được là khi chúng ta giả sử f3 bé hơn 3 sẽ dẫn đến là cái kết quả là f của 3 bé hơn là 3. Và tương tự như thế, nếu f của 3 mà lớn hơn 3 thì ta cũng suy được điều này. Và các em cũng sẽ chứng minh được f của 4 như thế nha. Thế thì điều này có nghĩa là f của 3 này muốn bằng 3 thì bắt buộc f3 bằng 3. Và f của 4 gì đó cho kinh khủng lắm bằng 4 thì cũng có nghĩa là các em sẽ chứng minh được rằng bắt buộc f của 4 phải bằng 4. Được không các em? Thế từ đây các em chỉ việc giải cái hệ phương trình. Tới đây thì các em chốt lại là các em chỉ cần nắm được là cái gì? Từ hai cái giả thuyết này. Từ cái giả thuyết này là để suy ra được f3 bằng 3. Và cái giả thuyết này để suy ra được f4 bằng 4. Đúng không? Thì các em chỉ thế cái f của 3 bằng 3 vào đây, ra được một cái phương trình có chứa a và b. Thế cái số 4 vào đây thì sẽ ra được là f của 4 bằng 4, thì ra một cái phương trình chứa a và b. Giải hệ phương trình, các em sẽ tìm được a và b. Thì các em thế vào này, từ cái giả thuyết này. Rồi, giờ mình thế vào giải luôn đi ha. Thế thì mình thế vào thì đưa cái đề lên trên thì nó mất được không? Rồi. Chỗ này, nó lại ngược tờ giấy này. Vậy là từ cái chỗ này nhé, từ cái chỗ này và chỗ này thì mình sẽ suy ra được là f của 3 bằng 3 đúng không? Thì chúng ta sẽ thế vào đây đi. Thì thế chữ x vào đây thì sẽ được là 3a cộng b bằng, chỗ này sẽ là 3 trừ cho 27, em thế vào đây nha, thế vào đây em chịu vế luôn là 27 ha, trừ cho 27, 3 trừ 27 ha em. Rồi cộng cho 12 nhân với 9. Thật ra thì bấm máy tính giải hệ đúng được. Để 84, đi từ từ cho em thấy. Xong, f của 4 bằng 4, f của 4 bằng 4 thì các em sẽ thấy vào đây sẽ được 4a cộng b bằng, bên đây là số 4 nè, 4 trừ cho 4 mũ 3 là 64. Rồi trừ cho 12 nhân với 4 bình phương là 16, cộng chứ, chuyển vế vào là cộng, cộng cho 12 nhân cho 16 thì nó ra 132. Từ đây các em bấm máy tính giải hệ phương trình thì sẽ tìm được a và b. Các em sẽ tìm được a và b. Rồi, mốt. Hay là mình cho qua cái việc giải này được không các em? 3 1 8 4 4 1 1 3 2. Thì các em sẽ tìm được a bằng là 48 và b bằng là -60. Thì tới đây các em sẽ tính được f của 7 đúng không? Tới đây các em thấy vào tới được f7, x mũ 3 trừ 12 x bình cộng cho 48 x cộng cho trừ 60 7 bằng 31 nha. Từ đây thì em sẽ tính được f của 7 bằng 31 và các em sẽ chọn được đáp án là câu. Nếu tự luận thì chúng ta còn phải trình bày vài dòng thử lại, được cái trắc nghiệm thì không cần. Rồi tới đây là được rồi, chúng ta sẽ chọn đáp án câu A nha. Rồi, thế thì cái câu này phân tích thì nó dài ha, nhưng mà khi ta trình bày lại giải thì nó gọn. Ta bắt tiếp câu số 2. Với những câu như thế này thì các em học một bài mà làm được tới mấy bài luôn, nó rất là thuận lợi. Nói chung là cái cách tổng quát cho những cái kiểu hàm hợp như thế này thì các em chỉ cần ghi nhớ cái công thức của đạo hàm của hàm hợp là được rồi. Là f của u, đạo hàm là u ở đây là một cái hàm số theo biến x, thì nó sẽ bằng là f phẩy theo biến u và nhân cho u phẩy theo biến x. Hay là ghi thế này cho dễ nè, là bằng u phẩy nhân cho f phẩy u đi, ghi gì cho em dễ hiểu. Sao em? Sao mấy khi mà với các em có cái... rút cái kinh nghiệm kìa, các em nhắn tin cho thầy á, các em muốn hỏi cái gì thì em ghi hỏi đi, các em đừng có nói thầy ơi thầy ả kêu như thế đó. Tạo cảm giác lo lắng. Em cứ nói thẳng luôn. Tao qua tiếp câu số 2. Thì là các em câu số 2 thì các em cần phải nắm được cái công thức thế này nha. F phẩy này mà u phẩy, f phẩy u. Thì nói tới đồng biến hay nghịch biến hay là cái cực trị thì cái việc đầu tiên các em cứ tìm tập xác định đạo hàm là được rồi.
Câu số 2, các em cứ tính đạo hàm thầy g phẩy x. G phẩy x nó sẽ bằng 3 trừ cho e mũ x đạo hàm nhân cho f phẩy của 3 trừ cho e mũ x. Đúng không? Thì tới đây các em sẽ ra được là trừ của e mũ x nhân với f phẩy của 3 trừ cho e mũ x. Thì có nhiều cách để làm, hoặc là giải bất phương trình, hoặc là chúng ta sẽ lập bảng xét dấu của thằng f g phẩy luôn. Tuy nhiên là thầy thì thầy thích cái phương pháp là xét dấu của thằng g phẩy luôn, bởi vì nó sẽ tổng quát hơn. Từ cái đồ thị này của ai đây? Đồ thị này của f phẩy x hả? Đồ thị này của thằng f phẩy x nè. Từ đồ thị của f phẩy x thì mình sẽ thấy rằng cái f phẩy của trừ 1 bằng f phẩy của 3 bằng f phẩy của 1 và nó bằng 0. Điều này có nghĩa là khi mình tính đạo hàm rồi, mình cho thằng g phẩy x mà bằng 0 thì ta sẽ được là trừ e mũ x nhân với f phẩy của 3 trừ cho e mũ x, nó phải bằng 0. Thì cái anh này thì không thể bằng 0 được rồi. Thì các em nhìn ra đây nhé, thì từ đây các em sẽ suy ra được rằng giải một bài thôi, những bài sau nó sẽ tương tự như thế, các cách làm giống vậy đối với mấy bài hàm hợp ạ. Từ đây thì em sẽ suy là 3 trừ cho e mũ x nó phải bằng trừ 1, đây bằng trừ 1 như này, hoặc là 3 trừ cho e mũ x, muốn cho f phẩy của này bằng 0 thì cái 3 trừ e mũ x này nó bắt buộc phải bằng là 3 hoặc 1 này, bằng 1 này, hoặc là 3 trừ e mũ x nó bằng là 1 bằng 3. Từ đây các em sẽ giải ra tìm được x, x tìm x, đúng không? Tới đây thì chuyển qua đây mình sẽ được x bằng x nó sẽ bằng log neighbor của mấy, chuyển qua x bằng log neighbor của 4, chỗ này x bằng log neighbor của 2, còn cái này thì nó vô nghiệm. Thế là cái phương trình g phẩy bằng 0, g phẩy x bằng 0 thì nó chỉ có mấy nghiệm thôi. Phương trình g phẩy x bằng 0 thì nó chỉ có 2 nghiệm thôi. Thì để biết là nó nghịch biến ở đâu thì chúng ta cứ lập cái bảng xét dấu của nó ra. X, g phẩy x. Thì học một bài, những cái bài này rất là lời. Học một bài mà biết làm được mấy bài luôn. Khi các em làm được cái bài tính đơn điệu của hàm số cho hàm hợp thì các em cũng sẽ làm được cái bài cực trị của hàm số cho hàm hợp. Vì cái cách làm nó giống nhau các em. Nhá. Ở đây hỏi cái đồng biến nghịch biến thì bên kia hỏi cực trị. Đây, thì đây trừ vô cùng cộng vô cùng. Ở đây là log neighbor của 2, đây là log neighbor của 4. G phẩy của này bằng 0. Rồi. Bây giờ là tới cái chỗ là xét dấu nè. Nghiệm này là nghiệm đơn hết rồi. Làm sao để các em biết được là g phẩy x chỗ này mang dấu gì? Chỗ này gx, g phẩy x mang dấu gì các em? Thì các em muốn biết g phải x chỗ này mang dấu gì, đúng không? Chỗ dấu chấm hỏi nó mang dấu gì thì rất dễ. Để trả lời được câu hỏi này thì các em chỉ việc là đi tính cái giá trị của g phải x trên cái khoảng này thôi, một con số bất kỳ. Tại vì những hàm liên tục thì nó sẽ không đổi dấu, nó không đổi dấu nha. Nên các em chỉ cần tính là g phải của rồi. Những em nào vô sao thì thầy tổng chào lại các em thêm một lần nữa nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài giải tiếp. Các em lấy một con số nằm trong cái khoảng này, lấy một con số chọn đại một số nằm đây, chọn log neighbor của 4 thì mình chọn đại số 10 đi. Log neighbor của 4 là log neighbor của 4 đi bằng nhiêu, 1 phẩy bao nhiêu là chọn 2 được, chọn x bằng 2 được. Chọn 2 chỗ này được, mình chọn một cái con số nằm trong cái khoảng này là mình tính g phẩy của 2. Thì mình tính xem coi g phẩy của 2 này nó dương hay là nó âm. Nếu nó dương thì chỗ này là mang dấu dương, nếu nó âm thì đây mang dấu âm ha. Rồi g phẩy của 2 thì nó sẽ bằng g hạng phẩy của 2 thì nó bằng gì? Các em coi được cái chỗ g phẩy x này, g phẩy của x là trừ e mũ x nhân cho f phẩy của 3 trừ e mũ x. Thế g phẩy của 2 thì nó bằng trừ e mũ 2, thằng này là cái khúc trước của nó là âm rồi, thì khỏi quan tâm, nhân cho f phẩy của 3 trừ e mũ 2. Rồi. Giờ mình chỉ cần là xem coi
cái 3 trừ đi e mũ 2 là ra nhiêu được? Là -4,3, -4,3. Cái này là âm rồi nha. Bây giờ mình cần coi thằng này nó dương hay âm nè. Thằng này thì bé không nè, khúc trước này bé không nè. Thì mình xét dấu cái khúc sau này dương hay âm nè. Cái em tính nè, em tính là cái 3, 3 mà trừ cho em mũ 2 á, 3 trừ em mũ 2 em nhìn máy tính nha. 3 trừ em mũ 2 thì nó ra là -4,3. -4,3 thì nhìn lại cái hình nè. -4,3. Nhìn lại hình nha. Thì -4,3 nó nằm đâu tuốt đây nè, -4,3. -4,3 nằm khúc này. Thế thì -4,3 f phẩy của -4,3 là nằm tuốt ở dưới này. F phẩy của -4,3 là hiển nhiên âm. Nhìn vô đây nha. Nhìn đây. Hoặc là vẽ là bản biến thiên cũng được, nhìn vô đây được rồi, tận dụng này luôn khỏi vẽ. F phẩy của -4,3 là hiển nhiên nó âm nha. Rồi, quay trở lại chỗ này. Vậy thằng này nó sẽ âm. Đúng không? Vậy hai này âm nhân lại nó sẽ dương. Rồi, vậy là mình biết được chỗ này là mang dấu dương. Đây là dấu dương. Nếu dương thì qua nghiệm đổi dấu là dấu âm. Qua này đổi dấu là dấu dương. Các nghiệm này là nghiệm đơn hết rồi. Thế thì sẽ nghịch biến trên cái khoảng từ đâu? Từ log 2. Chỗ nào đạo hàm âm thì chỗ đó hàm số nghịch biến. Chỗ nào đạo hàm dương thì chỗ đó hàm số nó đồng biến. Nghịch biến trên cái khoảng từ log Neper của 2 đến log Neper của 4. Ta chọn đáp án là câu C. Rồi, tất cả những bài hàm hợp thì cái phương pháp chung là như thế. Nếu tính xét tính đơn điệu hoặc là cực trị thì các em cũng làm như thế mà thôi. Bài này nếu mà hỏi, nếu mà bài này họ không hỏi khoảng đơn điệu mà họ hỏi là cái điểm cực đại thì các em sẽ trả lời là đây. Còn đây là điểm cực tiểu. Nên là ta làm một bài mà biết có mấy bài luôn. Chứ đừng có làm bài này rồi khi người ta đặt câu hỏi khác thì các em không làm được thì nó phí không. Ta qua tiếp cái bài số câu số 3 là của một cái học sinh gửi về. Thì đối với cái bài này là có hai nghiệm thuộc cái khoảng từ trừ pi chia 4 cho đến là 3pi chia 4. Rồi bài này là hàm hợp. Thì đối với cái bài này thì các em cứ đe sin x trừ cho cos x. Thì không lẽ chúng ta lại khảo sát được cái hàm số này thì nó quá nhọc, chúng ta sử dụng phương pháp đổi biến. Mấy cái bài bên trong nó cộng kền quá, các em đổi biến nha. F của cái gì đó em đổi biến xong. Thì với những em nào khá trở lên thì có thể hiểu được những cái bài giảng này. Em đặt T bằng là sin x trừ cho cos x. Nhưng mà khi các em đặt T như thế này á, mỗi khi các em đặt T như thế này, mỗi khi các em đổi biến thì các em phải tìm lại cái miền giá trị cho cái biến mới đó. X thuộc vào cái khoảng từ trừ pi chia 4 cho đến 3pi chia 4 thì các em phải tìm lại xem coi T nó thuộc vào cái khoảng nào đến cái khoảng nào. Là nói chung cứ đặt ăn phụ thì phải, khi mà đổi biến thì phải đổi lại cái miền giá trị của nó. Chứ các em không thể nào dùng cái miền giá trị này. Khi đặt T ở cái này thì cái bài toán nó sẽ đưa về, cái bài toán này nó sẽ đưa về cái việc là FT bằng M trừ 1 chia 2. Nhưng mà T nó thuộc vào cái vùng nào, nó thuộc vào cái miền nào, và cái sự biến thiên của thằng T nó như nào. Thì cái này em đặt T bằng là sin x, thì cái thằng sin x T bằng là sin x trừ cho cos x. Thì cái này khá là quen thuộc rồi, chứng minh cũng dễ. Đó là căn 2 lần sin của x trừ pi chia 4 là bằng căn 2 lần sin của x trừ pi chia 4. Đó. Mấy bài này á, có bài này họ không gài. Chứ bài này thật ra là họ phải gài lại. Những bài khó hơn là họ phải gài lại. Là thằng này á, một nghiệm T đó, một nghiệm T trong cái khoảng này tương ứng một nghiệm x, thì phải gài lại tí xíu nữa. Rồi, chỗ này ha. Thì tới đây nè, do cái x, làm từ từ cho em nha. Do cái x nó thuộc vào cái khoảng từ trừ pi chia 4 cho đến là 3pi chia 4. Đúng không? Thì các em sẽ dễ dàng, các em sẽ thấy được là x thuộc vào đây. Thì cái thằng trừ pi chia 2 nó sẽ bé hơn. Hay là ghi gì cho dễ hiểu là x chia thằng x ấy, trừ pi chia 4. X thuộc ở đây thì x trừ pi chia 4 nó sẽ thuộc vào cái khoảng
từ trừ BG2 cho đến là BG2. Đấy. Rồi. Là vẽ hình tròn ra cho em dễ hình dung nè. Sin là trục đứng nè. Sin ở đây. Cái này là trục cos. Đây là trừ pi chia 2 cho đến pi chia 2. Đấy. Thì từ trừ pi chia 2 khi mà x nó thuộc x trừ pi 4 thuộc vào cái khoảng từ trừ pi chia 2 cho đến pi chia 2 đó, thì cái sin em sẽ có được là cái sin của x trừ pi chia 4 thì trên cái vùng này á, nó đồng biến luôn. Ở trên đây từ đây nó đồng biến luôn, từ trừ pi chia 2 đến pi chia 2 nó đồng biến. Đáng lẽ là cho lấn vào đây thêm khúc nó nghịch biến chỗ này, nghịch biến chỗ này nên là mới khó. Cho này là nó dễ. Rồi. Từ đây thì các em thật ra là thầy muốn phân tích kỹ tí xíu là nó phải cho lắng vào đây nè, thì lúc đó là muốn có hai nghiệm thì thằng t nó phải nằm trong cái vùng này nó mới khó nè, chứ còn cho này một nghiệm t là tương ứng với một nghiệm x luôn nên nó dễ. Chỗ này là sin nó lại nè, thầy phân tích cho bài này thôi, riêng bài này thôi. X trừ b chia x thuộc vào cái vùng từ trừ b chia 4 cho đến 3 b chia 4 thì x trừ b chia 4 sẽ thuộc vào trừ b chia 2 đến là b chia 2, thì sin x trừ b chia 4 nó sẽ thuộc vào cái khoảng từ trừ 1 cho đến 1. Từ đây có nghĩa là T nó sẽ thuộc vào cái khoảng từ trừ căn 2 cho đến là căn 2. Rồi. Được không các em? Nhưng mà cái mỗi con số T thuộc vào đây thì nó sẽ cho ra mấy con số x. Nó chỉ cho một nghiệm x thôi. Tại vì có những bài nha, có những bài là một nghiệm T nó cho ra hai nghiệm x nữa ha. Các em cần chỗ này. Rồi. Là thế này nè, nhìn như này cho anh dễ thấy nè. X nè. Rồi T nè. Thằng này x nó thuộc vào trừ b trừ trừ 3 trừ b chia 4 nè. Cho đến b chia 4 là cái này 3 b chia 4 này. Là nó sẽ lên tăng luôn trên vùng này luôn tăng, cái này nè, T luôn tăng nè. Là nó tăng từ là trừ căn 2 cho đến là căn 2 thôi. Đó. Thì mỗi T thuộc đây chỉ có một nghiệm x thôi. Rồi. Khảo sát hàm số bên đây nè, thằng này là hàm số đằng này là fx đi. Fx là này. Thì fx nó như thế này. Do đó là mỗi nghiệm t nằm trong vùng này thì nó chỉ có một nghiệm x thôi. Chốt lại là thế này. Là các em sẽ đưa được về phương trình là gì? Dẫn đến cái điều kiện là phương trình ft nó bằng là m trừ 1 chia 2 với t thuộc vào cái khoảng là trừ căn 2 cho đến căn 2. Và buộc phương trình này phải có hai nghiệm, tại vì mỗi nghiệm t trong đây nó chỉ sinh ra một nghiệm x mà thôi, do thằng này nó đơn điểm nên dễ. Rồi, tức là t nó chỉ thuộc vào cái khoảng từ trừ căn 2 cho đến căn 2 thôi, trừ căn 2 cho đến căn 2 nên mình chỉ xét trên cái vùng này thôi, bỏ này đi, mình chỉ xét này thôi. Là ft này xem như t này, ft thì t nó thuộc vào cái khoảng từ trừ căn 2 cho đến căn 2. Muốn cho phương trình này có hai nghiệm thì nó chỗ này nó gài mình lên số 3 này số 5 nha. Thì thằng em chỉ có hai nghiệm thì nhìn vào cái bảng biến thiên em sẽ nói là m trừ 1 chia 2 bắt buộc phải lớn hơn là trừ 4 và nó phải nhỏ hơn là số 3. Được không? Tới đây thì em sẽ giải được là này trừ 8 là trừ 7 bé hơn m và phải bé hơn 6 bé hơn 7. Được không? Vậy là sẽ lấy từ trừ 6 cho đến là 6 thì có 13 số. Lấy số lớn trừ số bé cộng một đơn vị. Rồi. Không biết sao, không biết thầy có lấy cái ví dụ nào cho cái trường hợp mà thằng này nó lên rồi nó xuống. Rồi, vậy là số 13, câu này số 13 nha. Thì để nói lại, những cái bài mà hàm hợp thế này nè các em, thì các em đặt ẩn phụ nhưng phải khảo sát lại cái miền giá trị của nó, khảo sát lại lập cái bảng biến thiên, khảo sát lại T này nha. Khảo sát lại T này. Là các em cần phải kiểm tra xem một nghiệm T thì thuộc vào cái khoảng đó nó sẽ sinh ra mấy cái nghiệm x nữa các em ạ, chứ không phải là đơn giản là đặt t là này xong khảo sát là xong đâu nha. Nhưng mà trường hợp này thì một nghiệm t thuộc vào khoảng từ trừ căn 2 đến căn 2 thì nó chỉ sinh ra một nghiệm x nằm trong cái khoảng đang xét mà thôi. Rồi, vậy là câu số 3 ta cho qua nhé các em. Ta qua tiếp câu số 4.
Câu số 4. Đây là đồ thị của thằng hàm số f(x). Thì cái dạng này khá phổ biến rồi. À, cái dạng này thì nó là cái câu 30 giây, cái dạng mà câu 30 giây bữa đó các em. Rồi, đây là đồ thị của thằng f(x) và nó muốn xét xem cái phương trình f(x) bằng f0 có bao nhiêu nghiệm. Từ số nghiệm trên các đoạn từ là từ 1 cho đến là từ 1 đến 4 thôi ha, chỉ xét trên vùng này thôi ha. Xét trên vùng từ 1 đến 4 thôi. Thì từ cái đồ thị f(x) các em sẽ suy được cái bảng biến thiên x f(x). Chỗ này là f(x). Rồi. Đây là chỗ này là từ 1 cho đến 2 cho đến 4. Mình chỉ xét trên đoạn từ 1 4 này thì 0 0 0. Thì chỗ này là nó mang dấu không cần xét vào này rồi, mình nhốt cộng nè. Cho mình nhốt trừ. Thế từ đây nó sẽ đi xuống tới đây là f của 2. Rồi này lên đây là f của 4 nè. Rồi chỗ này là f của 0 nè, ô f của 1 chứ. Rồi f của 0 nằm đâu nè? 0 nằm trong vùng này. À, để vẽ lại tí. Lấy tờ giấy khác để các bạn biết thêm cho nó dễ nhìn. Vẽ này nó nhỏ quá nè. Để coi mình cần so sánh được. Tại vì có cái miền giá trị của thằng f0 như ở đây nữa. Thì từ đây các em lập cái bảng biến thiên ra trước ha. Này, trên xét trên độ từ 1 đến 4 thôi. Thì thằng f(x) nó có nghiệm là 1, f(y) nè có nghiệm là 1, 2 và 4 nha. Đây. X f(x). Rồi, chỗ này là f(x). Chỗ này là 1, 2, 4, 0, 0, 0. Rồi, từ đây nó mang dấu cộng nè các em. Từ khoảng từ 2 cho đến 4 thì f(x) nằm ở trên, nó mang dấu cộng nè. Từ 1 đến 2 thì nó mang dấu trừ. Rồi. Từ 0 cho đến 1. 0 đến 1 thì chỗ này nó mang dấu cộng. Số 0 này nó không phải là nghiệm nha. Số 0 này không phải là nghiệm. Vậy là từ chỗ số 0 này f0 thì số 0 này nè. Chỗ này chiếm đây, nó là f của 0. F của 0 nó mới đi lên tới f của 1. Sau đó là từ f1 này nó mới xuống tới f của 2. Rồi từ f của 2 này nó mới lên tới f của 4. Ok. Đây, sử dụng giấy A4 cho nó dễ nhìn. Rồi. Thế là chỗ này f của 0 là đây đúng không? Thì cái đường thẳng y bằng f0 đó, mình muốn đếm cái số nghiệm của phương trình này. Tức là mình đếm cái số giao điểm của đường thẳng y bằng f0 với cái đồ thị của cái hàm số y bằng f(x) là đang xét trên cái đoạn từ đây đây. 1 tới 4 nha. Thì các em hình dung nè. Các em chỉ cần so sánh giữa thằng f của 0 này với f của 2 thôi. F của 0 này với f của 2 thôi. Nếu f0 bằng f2 thì nó có một nghiệm, nếu bé f2 là vô nghiệm nha. Còn nếu mà nó lớn f2. Lớn f2 nhưng mình phải so sánh. Cái f của 0 thì chắc chắn là nó nhỏ hơn f của 1 rồi. Nên mình không cần phải so sánh, chỉ so sánh f0 với f2 thôi. So sánh f0 với f2 để mình vẽ được cái chính xác về cái thằng nào nằm trên nào nằm dưới nè. So sánh với f0 với f2. Có thể là các em dùng cái trừ diện tích cũng được. Hoặc là thầy thấy nè. Cái này nè. Nhìn vô đây ta thấy ngay là cái tích phân đi từ 0 cho đến 2 của cái f(x) dx nó lớn hơn 0. Cho nên các em hiểu không em? Các em có biết tại sao tích phân đi từ 0 đến 2 của f(x) nó lớn dx lớn hơn 0 không? Tại vì cái tích phân đi từ 0 thật ra có thể chia làm f1 f2 cũng được, thầy muốn làm gom lại cho nó tắt thôi, gọn thôi chứ gì. Từ đây nè. Tích phân đi từ 0 đến 2 là từ 0 đến 2 của f(x) này sẽ lấy cái diện tích f1 trừ đi cái diện tích f2 này. Được không? Là thầy muốn gom lại luôn cho nó gọn thôi, khỏi cần phải trình bày f1 lớn hơn f2, các em có thể làm tắt thế này cũng được.
Các em sẽ thấy là tích phân từ 0 đến 2 chính là diện tích F1 trừ đi diện tích F2 giới hạn bởi cái đồ thị với các cái đường thẳng x bằng 0, x bằng 1, x bằng 2, không? Tích phân từ 0 tới 2 của f phải x nó lớn hơn 0. Điều này có nghĩa là f của 2 trừ cho f của 1, trừ cho f của 0 lớn hơn 0, hay là f của 2 lớn hơn f của 0. Đấy, f của 2 lớn f của 0, thế là cái f của 0 nằm dưới đây nè. Thì cái đường thẳng y bằng f của 0, y bằng f của 0 nó sẽ không cắt được cái đồ thị của hàm số này trên cái đoạn từ 1 cho đến 4. Thì số nghiệm của phương trình f(x) bằng f0 trên đoạn từ 1 đến 4 là 0. Rồi, các em có nắm được cái phương pháp giải cho các cái câu này hay không các em? Câu này nó nâng lên từ cái đề năm 3 hả? Các em giải thứ 3 nghiệm hả các em? Các em giải câu nào? Đáp án của các em cho câu này, cái đề này thì đưa hôm qua này. Các em đáp án của các em là mấy? Là 0 chứ. Rồi, ta qua tiếp một cái câu mà nữa. Một nghiệm hả? Sao một nghiệm được? F của 0 bé hơn F của 2 mà nó làm thuốc ở đây nó đâu có cắt đồ thị của hàm số đâu mà có nghiệm. Tức là không cắt trên cái đoạn, tại vì đang xét trên cái đoạn từ 1 đến 4 nha. Coi chừng á, coi chừng các em nào ra một nghiệm coi chừng này nè, em quên này nè. Coi chừng em phang luôn cái khúc mà phía sau á. Nó đang xét trên cái đoạn từ 1 đến 4 thôi nên không cắt. Chứ còn nó cắt cái khúc phía trước hay gì đó ha. Rồi. Thì có thể là em quên đọc cái đoạn từ 1 đến 4 á. Rồi, ta qua tiếp câu số 5. Ồ, những câu này vừa giải vừa phân tích khá là tốn thời gian hả? Ở câu này hả? Rồi, lại một cái câu là hàm hợp F của này nữa hả? Rồi. Vậy là chốt lại câu này các em giải nhiêu? Thầy giải đáp án là 0 nghiệm á. Các em xem lại nha. Ta bật tiếp câu số 5. Câu số 5 thì nhìn ở đây thì tất nhiên là các em sẽ đặt T bằng gì ngay? Đặt T bằng là 3 sin x trừ cho cos x trừ 1 chia cho 2 cos x trừ sin x cộng 4. Và khi các em đặt T là cái này, biểu thức này, thì như bài nãy là các em phải tìm lại cái miền giá trị của T. Tức là sẽ xem coi T nó sẽ thuộc vào cái miền nào. Tìm miền giá trị của T. Tìm miền giá trị của T hoặc các em có thể sử dụng cái phương pháp post table, nhưng mà thầy nghĩ nó không hiệu quả trong bài toán này bởi vì cái tập xác định của nó là R, không biết mình bấm star với n thế nào. Nên là bài này á thì ta sử dụng điều kiện có nghiệm của cái phương trình bậc nhất theo sin x có x. Em nào ôn luyện từ đầu năm cuối năm thì chắc là cái tìm miền giá trị của T này sẽ biết rồi. Từ đây em sẽ nhân lên được là T này là 2 lần cos x trừ cho sin x cộng 4 bằng, cho nên thì viết xuống đây cho dễ, cho bằng thì viết xuống đây đi, bằng là 3 sin x trừ cho cos x trừ 1. Và các em nhân chữ T vào, đưa nó về cái dạng là phương trình A, đưa nó về dạng là phương trình A sin x. Rồi, đưa nó về dạng phương trình A sin x cộng B cos x bằng C. Và các em sử dụng cái điều kiện là A bình cộng B bình nó phải lớn hơn bằng C bình. Rồi, tới đây các em có thể nghe nha. Tính nhanh được. Nhân như đây nè. Nhân đây chuyển qua bên kia luôn là được là. Thầy nhân vô đây, thầy chuyển qua bên đây luôn nha các em. Các em chuyển qua luôn á. Chuyển qua nhanh luôn thì nó sẽ là 3 cộng với T. Thật ra là bình luôn được, ghi từ từ cho em dễ hiểu. 3 cộng T với sin x nè. Rồi thằng kia nó sẽ là 2 chuyển qua là trừ của 2T cộng 1 cos x. Còn cái hằng số là 4T cộng 1. Đúng không? Rồi, các em sẽ biến đổi đưa phương trình về dạng này và sử dụng cái điều kiện có nghiệm của cái phương trình này, đó là 3 cộng T tất cả bình phương cộng cho 2T cộng 1 tất cả bình phương bằng 4T cộng 1 tất cả lớn hơn bằng 4T cộng 1 tất cả bình phương.
đúng không? Rồi em thu gọn lại, em thu gọn lại thì cái máy của thầy nó không giải được cái bất phương trình. Thầy giải trục số ra, tìm nghiệm trước ha. Các em có thể nhập máy tính luôn, khỏi cái thu gọn phương trình là được. Này khai triển là mấy? Năm ba này khai triển là 16 nè. Thì chuyển này qua là 1 trừ 1 trừ đi cho 4. Rồi thằng này là 8. 8 trừ đi cho này là mấy? Trừ đi 4. Các em hiểu không? Khai triển cái thu gọn là thầy lười bấm luôn. Trừ 6. Còn số cuối là 1 trừ 1 trừ đi 9. Nó sẽ ra là 1 với trừ 19. Này là trừ 19, trừ 9 và 11 với 1. Thì khi thầy chuyển qua bên đây thì ở trong nó sẽ mang dấu trừ. Và T nó sẽ thuộc cái đoạn này. Thầy làm hơi nhanh á. Tại thì cũng ít khi xài máy tính nên lười nâng cấp lên gì. Rồi, tới đây được không anh? Là các em sẽ giải được là T nó thuộc vào cái đoạn từ trừ 9 phần 11 cho đến là 1. Được chưa? Đấy. Khi em đặt T là cái này nha. Thì vẽ như này cho dễ hình dung nè. Và vẽ cái miệng giá trị của T nha. X nè, T nè. Thì lúc này T nó sẽ đi từ cái đoạn từ là trừ 9 phần 11 cho đến 1 nè. Nhưng mà trong cái thằng hàm số, trong thằng hàm số này cho ác lắm nha. Không phải là cho trừ. Nó là trị tuyệt đối. Thì khi em lấy cái trị tuyệt đối của T, em lấy lại cái trị tuyệt đối của T thì nó lại thuộc vào cái vùng nào? Nó lại thuộc vào cái vùng từ 0 cho đến 1 nha các em. Thuộc vào cái đoạn từ 0 đến 1 nha. Đấy, có hiểu chỗ này không? T thì thuộc vào cái đoạn từ trừ 9 và 11 đến 1. Nhưng trị tuyệt đối của T thì nó lại thuộc vào cái đoạn từ 0 cho đến 1. Tại mình lấy cái trị đối mà. Lấy trị đối thì thằng này. Nè, các em có thể hình dung hình ảnh đồ thị nè. Ở đây là 1 đi ha. Ở đây là trừ 9 phần 11 nha. Thì khi lấy nghịch đảo lên thì thằng này nó sẽ lên đây. Đây là 9 phần 11. Nên là nó sẽ đi từ 0 cho đến đâu. T sẽ nhận giá trị từ 0 cho đến là 1. Được không? Trị tuyệt đối của T nó sẽ ra từ 0 tới 1. Rồi. Vậy là thầy sẽ xem như cái phương trình này là phương trình gì? Thầy sẽ xem như là cái phương trình này là phương trình F của U bằng F của M bình phương cộng 4M cộng 4. Trong đó U nó thuộc vào cái đoạn từ 0 cho đến 1. Rồi. Để các em quan sát cái đồ thị của hàm số Fx nha. Cái này người ta cho mình đồ thị hàm số Fx luôn. Fx thuộc vào cái đoạn từ 0 cho đến 1. Thì số 1 là đây. Thì do cái hàm số Fx này nó đồng biến trên cái đoạn từ 0 đến 1. Thì hiển nhiên nhìn đây thấy đồng biến từ đoạn từ 0 đến 1 rồi. Thì để không phải tranh cãi đó, thì người ta nên nói là đồ thị này, nói luôn đồ thị hàm số này bậc 3 luôn đi. Thật ra thì không nói thì cũng được thôi, gì cũng chấp nhận được thôi. Nhưng nhiều người sợ, nhiều người họ bắt bẻ thì cho luôn bậc 3 luôn để khỏi có ai nói lỡ khúc sau nó cong xuống thì sao. Thì cái đó là cố tình rồi. Rõ ràng đây nó sẽ đi lên luôn nha. Thì từ 0 tới 1, từ 0 tới 1 rõ ràng là cái hàm số FU này nó đồng biến. Để được gì các em? Nó đồng biến để được gì biết không? F của U bằng như này. Mà các em sẽ thấy là F của U nó đồng biến trên cái đoạn từ 0 cho đến là 1. Điều này có nghĩa là F của U bằng với F của M bình phương cộng 4M cộng 4. Thì khi và chỉ khi cái gì? M bình phương cộng 4M cộng 4 nó bằng U. Đấy. Tại vì nó đồng biến trên cái đoạn này mà. Thì cái dấu bằng xảy ra khi mà M bình phương cộng 4M cộng 4 nó bằng U. Các em hiểu chỗ này không? Đấy. Từ đây thì các em sẽ suy ra được là tại vì U nó đang thuộc vào đoạn từ 0 cho đến 1 mà. Nên các em sẽ có được là cái M bình phương cộng 4M cộng 4 nó sẽ lớn bằng 0. Và M bình phương cộng 4M cộng 4 nó phải bé bằng 1. Thì thằng này hiển nhiên. Và các em sẽ giải được là M nó sẽ thuộc vào cái đoạn từ đâu? Nhẩm luôn được hả?
nghiệm là bằng mấy? Nè, viết lại đi. M bình phương cái bắc phương trình tranh đúng rồi này, hằng thức nha. M bình phương cộng 4m cộng 4 là hằng thức lớn bằng không, hiển nhiên chỉ giải cái bắc phương trình sau thôi. Là M bình phương cộng 4m cộng 3 bé hơn hoặc bằng không thì các em sẽ rất là dễ để giải được M nó thuộc vào cái đoạn từ trừ 1 cho đến là trừ 3. À, sai. M nó thuộc vào cái đoạn từ trừ 3 cho đến trừ 1. Không, nhẩm được cũng thấy. Rồi. Vậy là em sẽ nhẩm thì M thuộc đoạn từ trừ 1, trừ 3 cho đến trừ 1 ha. Thế là nó hỏi có bao nhiêu số nguyên hả? Là trừ 1, trừ đi trừ 3. Là ra trừ 1. Cho nên thầy giải đúng chưa? Nghiệm là bằng trừ 1 với trừ 3 nè. Thì sẽ làm cho trừ 3 đến 1 nè. Là trừ 3 nè, trừ 2 nè, trừ 1. Có 3 nghiệm mà, sao đáp án A ta? Hay là trình bày nó sai thế nào? Hoặc B nữa chứ. Rồi, đó là cái phương pháp giải cho cái bài toán này. Còn lại cụ thể thì các em kiểm tra lại giúp thầy cái chỗ mà thầy tính toán chỗ này nè. Thế thì thôi, cùng lắm D luôn thì được rồi. Hiểu. Rồi. Giờ qua câu số 6. Thì cái đây ở đây thầy không sắp xếp theo cái mức độ từ dễ đến khó, là vì do đây là câu hỏi của học sinh gửi về và thầy tổng hợp lại, đọc tin nhắn từ trên xuống dưới, nhiều lúc là câu khó câu dễ cũng không sắp xếp. Ta qua tiếp câu số 6. Câu này có vẻ là nếu mà đã làm được những câu nãy giờ thì tới câu này là câu dễ rồi các em ơi. Cho qua đi ha. Cho qua hay là giải luôn. Số điểm cực đại. Rồi đó, thấy chưa? Hồi nãy thầy nói cái câu mà nếu mà em làm được cái câu mà tìm cái tính đơn điệu của hàm số thì cái số điểm cực đại này các em làm quy trang vậy đúng không? Đó, các em làm thử tí xíu. Cái đề này phát hôm qua này có em nào làm xong chưa? Tính đạo hàm mà. Cứ tính g phải x trước đã. 4 hả? Rồi. Có em nào không cho thêm đáp án để cho vui, tí ta kiểm tra đúng sai đâu thành vấn đề. Cái g phẩy nó sẽ là, chỗ này là nhanh nhanh được không? Tức là trừ 2x nhân cho f phẩy của 6 trừ x bình phương. Và mình cho nó bằng 0 thì sẽ ra được là x bằng 0. Hoặc là gì các em? Hoặc là f phẩy, hơi làm chậm ha. 6 trừ x bình phương phải bằng 0. Nhìn vào đây nè, cái f phẩy của trừ 3, cái phẩy x á, cái phẩy x mà nó muốn bằng 0 á thì bắt buộc x phải bằng trừ 3 đây, hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 2. Hay từ hình vẽ thôi ha, từ cái đồ thị của nó f phẩy x. Rồi nó hỏi số điểm cực trị thì các em cần phải tìm ra được cái số nghiệm đơn của cái phương trình g phải x bằng 0. Đây là những hàm đa, đây là những cái hàm đa thức hết rồi. Đây đây, cái phương trình chỗ này nè, từ phương trình này thì mình sẽ tương đương x bằng 0 thì nó cố định đây rồi. Cái f phải của 6 trừ x bình mà muốn bằng 0 đó thì 6 trừ x bình phương này bắt buộc phải bằng trừ 3, hoặc là 6 trừ x bình phương này nó phải bằng là 0, hoặc là 6 trừ x bình phương này nó bằng là 2. Rồi các em giải ra thêm coi nó có bao nhiêu nghiệm. X bằng 0. Rồi. X bằng 0, x bằng mấy? Chỗ này là x bình bằng là x nó sẽ bằng là, sao gặp 3 ta thầy thấy nhiều quá vậy? Thôi thầy giải sai chỗ nào. Số điểm cực đại chứ không phải là số điểm cực trị. Số điểm cực đại thì này bằng cộng trừ căn 3. Thế này bằng x bằng là cộng trừ căn 6. Thế này x bằng là cộng trừ 2. Đúng không? Rồi, tất cả các nghiệm này nghiệm đơn hết rồi. Lập cái bảng xét dấu thằng g phẩy ra là sẽ rõ ràng nha. Nào nhỏ nhất, số nào nhỏ nhất? Trừ căn 6 không? Trừ căn 6, đúng rồi. Trừ căn 6 tới số trừ 2 tới số trừ căn 3 rồi tới số nè, tới số 0 rồi tới số căn 3. Hình như cái này hàm chẵn, cái này hàm chẵn này đúng không, thì nó sẽ đối xứng với nhau qua cái trục
Mình chỉ điếp phần nửa, đếm phần nửa cũng được. Cộng trừ 3 hả? Chết. Này, cộng trừ 3. Rồi, cảm ơn em nhé. Cộng trừ 3 vậy là phải sửa lại rồi. Thầy định đếm phần nửa bên thôi. Đếm phần nửa bên, tại này là hàm số chẵn mà. Sẽ đối xứng với nhau và chụp chung. Vậy là số nào trước trừ 3 là nhỏ nhất rồi. Đúng rồi, số 3. Đây là trừ 3. Thầy định xét nửa bên thôi à, tại vì cái hàm số này đối xứng với nhau mà trục tung. Trừ 3 cho nhiều quá, lười xét. Trừ 3, rồi tới trừ căn 6, rồi tới là số trừ 2, rồi tới số 0, rồi tới số 2, rồi tới số căn 6, rồi tới số 3, 0, 0, 0, 0. Rồi cái hàm này nó đối xứng nè. Thì chỉ cần xét bên đây, xét phần nửa bên đây thôi, phần nửa bên đây y chang vậy. Chỉ cần đếm số cực đại của bên đây nhân lên 2 là được. Tại sao biết hàm hàm chẵn à? Tại sao biết là hàm chẵn? Tại f của 6 trừ chỉ bình phương như này nên cắt cái bài bỏ đi cũng được. Rồi bây giờ mình cần biết cái dấu của cái này không? Làm giống như nãy, cần biết chỗ này nó mang dấu gì? Chỗ này x g phẩy x, cần biết chỗ này nó mang dấu gì? Thì mình tính đại cái thằng g phẩy của 4 đi. Bởi chứ không có em hỏi để hứa mà bữa sau đăng lên mà lại quên. Thầy cũng không biết tên mà này. Đánh đại vô cái nhà vừa đánh đại vô vô chỗ YouTube á, coi nào mà nhạc giúp tập trung á là được. Rồi g phẩy ha, g phẩy của 4 là ra nhiêu? Như nó mất rồi phải không? Chỉ bị mất khúc này. G phẩy của 4 đâu? Thầy tính g phẩy của 4 thử coi. G phẩy của 4 là nó sẽ bằng là tính cái này đi. G phẩy của 4 nè, nghiệm này nghiệm đơn hết rồi. G phẩy của 4. G phẩy là chỗ này em. Chỗ này. G phẩy của 4 thì nó sẽ bằng là trừ 8 nhân cho f phẩy của bao nhiêu? 6 trừ 16 hả? 6 trừ 16 là 3, trừ 10 hả? Trừ 10. Rồi, trừ 10, f phẩy của trừ 10 dương hay âm? Đây, f phẩy của trừ 10 đây, số trừ 10 tuốt với đây. F phẩy của trừ 10 là nó âm rồi. Ở nó dương, xin lỗi nó dương, f phẩy trừ 10 nó dương. F phẩy trừ 10 là dương đúng không? Thằng này dương nhân số âm thì chỗ này chốt là nó sẽ âm. Vậy chỗ này bằng dấu trừ phải không? Dấu trừ, dấu cộng, dấu trừ, dấu cộng. Rồi, dấu trừ, mình khỏi đếm bên đây cũng được. Cộng, trừ, cộng. Tại lấy đối xứng qua mà. Rồi thế này. Là bên đây nó có nhiều điểm. Bên với bên phải nó có 2 điểm cực đại đúng không? Thì bên trái nó cũng sẽ có 2 điểm cực đại mà thôi. Là vì thật ra nãy mình có thể xét nửa bên không được. Là các em biết tại sao? Tại vì cái hàm số này là hàm số chẵn. Thì các em chỉ cần xét phần nửa bên đây thôi là được rồi nè. Xét phần nửa bên đây thôi. Đã, xét phần nửa bên đây xong mình nhân lên 2 là được. Để cho đỡ mất công ghi nhiều đó chứ gì. Còn nếu mà muốn chưa có tự tin về thì em cứ xét đầy đủ ra thôi. Tại vì câu này cũng không cần phải làm nhanh. Nếu câu này cho em đề thi thì nó cũng phải câu ba mấy trở đi. Chốt lại đáp án là nhiêu? 1 điểm cực đại, 2 điểm cực đại và bên đây 2 nữa là 4 đúng không? Sẽ cho đáp án là 4 điểm cực đại. Rồi. Câu số 7 chắc hướng dẫn cách làm thôi các em. Số 7 hướng dẫn cách làm nữa. Số 7 thì hết sức cẩn thận là ở chỗ cái điều kiện của cái hàm số này. Thầy đã nói điều kiện thô thôi. Tức là thầy nhìn cái điều kiện sơ sơ thôi chứ thầy không phải nhìn điều kiện chính xác là phải ở dưới mẫu phải cắt không nữa. Thầy nhìn vào cái điều kiện thô của phương trình giải tử thôi. Là x bình phương trừ 4 phải lớn hơn hoặc bằng 0 thì chúng ta sẽ được là x nó lớn hơn hoặc bằng 2 hoặc là x nó bé hơn hoặc bằng trừ 2. Đấy. Thì có bao nhiêu đường tìm cân đứng và tìm cân ngang đúng không? Thì cái tập xác định của nó là nó sẽ là trừ vô cùng cho đến là, nếu mình viết rõ luôn đi, viết rõ nó sẽ trừ vô cùng cho đến đâu? Trừ vô cùng cho đến là 2 trừ 2 hợp với lại là 2 cho đến là cộng vô cùng. Số trừ 1 đâu nằm trong đây hả? Số 2, số 3, hiệu đi 2 với 3 đúng không? Thì cái này nó chứa khoảng trừ vô cùng với cộng vô cùng nè. Là nhưng mà cái bậc trên tử nó nhỏ hơn bậc với mẫu rất là nhiều. Nên là khi các em tính nè, em tìm cân ngang trước, tìm cân ngang. Thì thấy bậc trên tử là bậc 1 thôi, ở dưới mẫu nó tới bậc 3 này.
trên tử là bậc 1, ở dưới mẫu là bậc 3, thì cỡ nào kết quả giới hạn cũng bằng 0 mà thôi, dần ở trừ vô cùng hay cộng vô cùng thì cũng bằng 0 mà thôi, nên nó có một tiệm cận ngang. Chỉ là tiệm cận đứng, tiệm cận đứng các em xét là x bằng là gì? Tiệm cận đứng thì các em sẽ xét x bằng là, xét x bằng trừ 1 này, xét x bằng là x bằng 2 hoặc là x bằng là 3. Thì hàm số nó hiển nhiên không liên tục tại ba cái điểm này. Tuy nhiên là cái điểm này nó không thuộc vào cái vùng lân cận của cái tập xác định, tức là nằm quá xa trừ 1 này, trừ 1 nằm khúc giữa này. Đây này, bỏ đây đi, nó không phải là cái, nó không phải là cái tiệm cận đứng. Bỏ thằng x bằng trừ 1 ra, chỉ còn x bằng 3. X bằng 3 thì nó không phải là nghiệm trên tử rồi, nên nên nó là tiệm cận đứng. Còn x bằng 2 thì thế qua trên tử nó bằng 0, nhưng mà bậc của nó là các em có thể làm trắc nghiệm, có thể xem như trên đây là căn bậc 2 của x trừ 2 nè. Ở đây là x trừ 2 nè, thì rút gọn đi nó vẫn còn căn bậc 2 x trừ 2 dưới đây, đúng không? Do đó là thằng x bằng 2 nó vẫn là cái tiệm cận đứng được. Nên nó có hai tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang, chốt lại nó sẽ có 3. Được không? Thầy đang giải theo cái kiểu trắc nghiệm kìa. Rồi, câu số 8 thì các em chỉ cần nắm cho thầy cái gì kìa. Câu số 8. Hồi nãy giờ mình đã học được bao lâu rồi kìa? Câu số 8 nè. Câu số 8 thì các em nắm cho thầy cái một cái lý thuyết. Hình như trong nhiều tài liệu thì thầy nghĩ trên lớp các em cũng đã được nắm cái lý thuyết này nhiều này. Và nhắc lại thì cái ôn tập lại cho nó chắc thôi, đúng không? Cái số điểm cực trị, chỗ này các em phải ghi nhớ. Thật ra ghi nhớ là viết tắt với từ là ghi và nhớ. Nhiều em không hiểu ghi nhớ nhưng mà ghi xong không nhớ. Ghi và nhớ chứ không phải là ghi nhớ là viết tắt đó. Rồi. Cái hàm số này có bao nhiêu cái điểm, có 5 điểm cực trị. Có 5 điểm cực trị thì các em nhớ là cái số điểm, số điểm cực trị của cái hàm số y bằng f trị đó của x nó bằng 2n cộng 1, trong đó n là cái số điểm cực trị dương, số điểm cực trị dương của thằng y bằng fx, đúng không? Thế thì ở đây bằng không, nhưng mà cái bậc nó nhỏ hơn em. Em thắc mắc cái câu này bậc 3 đấy, đâu quay trở lại cái câu này tí chứ, đã quay trở lại này đúng không? Này 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 là cái chỗ mà x bằng 2 đúng không? X bằng 2 thế mà nó ra 0 chia 0 đúng không? 0 chia 0 nhưng mà thằng này nó là căn bậc 2 x trừ 2 thôi. Còn dưới đây là x trừ 2. Nên rút gọn đi với mẫu nó vẫn còn căn bậc 2 x trừ 2 được nè. Nha. Rồi. Do đó là cái thằng này nó vẫn tiến ra, thằng này vẫn tiến ra cộng vô cùng nha. Khi mà x dần về 2 cộng. Trên tử thế có căn thì thế x bằng 0 mà vẫn được à. Rồi. Rồi ta tiếp câu số 8 nha. Thế này, để muốn có 5 điểm cực trị, muốn có 5 điểm cực trị thì ta xét cái hàm số này. Vậy lúc này thầy sẽ xét cái hàm số này. Đây là phần lý thuyết cần phải nắm. Thì ta xét cái hàm số là hết bậc hay sao? Lúc này ta xét hàm số y bằng f x bằng là gì? Bỏ trị đối đi. X mũ 3 trừ cho 5 trừ cho 6 x bình cộng mx trừ 1. Thì từ yêu cầu của bài toán để cái hàm số chứa dấu trị đối này có 5 điểm cực trị. 5 điểm cực trị. 5 điểm cực trị là 2n cộng 1 bằng 5 đó, thì mình giải được n nó bằng mấy? Bằng 2. Tức là cái công thức hồi nãy, 2n cộng 1 là số điểm cực trị của hàm số này. Là 2n cộng 1 thì mình giải được n bằng 2, n bằng 2 là số điểm cực trị dương rồi này. Thì đem suy ra là từ cái đề bài yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương. Yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương với gì? Yêu cầu bài toán nó sẽ tương đương với cái thằng phương trình f'x bằng 0 có hai nghiệm phân biệt dương. Tức là các em sẽ có được cái phương trình là
3x bình phương trừ cho 6x cộng cho m bằng 0. Nó phải có hai nghiệm phân biệt dương thì có thể khảo sát hàm số hoặc là delta phẩy dương b dương s dương. Delta phẩy thì nó sẽ là gì các em? Này là 9 nè, 9 trừ đi cho 9m, phải không? 9 trừ đi 9m là phải lớn hơn 0. Còn S thì dương, S là bằng L phần 3, dương. B dương, B dương là bằng M chia 3, phải lớn hơn 0. Vì mình giải được là M nó phải bé hơn 1 và M nó phải lớn hơn 0 các. 5 điểm cực trị. Ủa, có thể tính có sai gì không ạ? 9 hình như thầy sai chỗ nào ta? Chỗ này là 9 nè, trừ đi 3M mới đúng. Vậy là M bé hơn 3. Hả? À ha. Trời ơi, toàn bộ màn này sai hết. Thôi, các em nắm cái cách giải được không? Thì vì chỗ này tới đây chỉ còn có tính cái đạo hàm thôi mà. Ừ, đúng rồi, 12x thầy sai. Là f'x nó bằng là 3x bình phương trừ 12x cộng cho m, phải không? Thì lúc này là thằng delta nó phẩy nó dương, rồi b dương, rồi s dương, s nó dương, khỏi giải đi. Delta phẩy là này là 4 bình lên 16, lấy 6 bình lên là 36, 36 trừ đi cho 3m phải lớn 0 và m chia 3 phải lớn 0. Vậy là m nó sẽ thuộc vào cái khoảng từ 0 cho đến 12. Thế thì mình sẽ lấy được từ số 1 cho đến số 11 thì nó sẽ có 11 số. Cho đáp án là câu A. Rồi. Cái chủ đề về thằng đồ thị mình cho qua được không các em? Mấy câu số sau là khi các em nắm cái cách giải hàm hợp thì mấy câu này, câu số 9 thì nó là dễ hơn nữa nè. Câu số 9 này em chỉ cần lập cái bảng biến thiên ra là được rồi. Xong rồi sau đó so sánh các cái giá trị với nhau. F0, F4 gì đó, câu này em sẽ làm được. Giờ mình sẽ qua cái phần số 2 đi. Là cái phần thứ 3 là phần tích phân. Phần tích phân. Hình như ít em thắc mắc về cái phần chương số 2 là logic chưa nó dễ hay sao các em? Thấy em ít thắc mắc. Chỉ thường thắc mắc về cái phần chương 1 với chương 3 với chương 4. Rồi, chắc còn câu 9 với câu 10 này nếu mà còn thời gian thì còn sớm thì tí sẽ quay lại. Còn nếu trễ thì chắc hẹn bữa khác. Giờ mình qua cái phần số 3 là phần tích phân các em. Nãy giờ mình ôm cũng nhiều về hàm số rồi. Số 3 là tích phân. Thôi câu này nhẹ nè, giải đây luôn. Câu này thì mấy cái kiểu này thì quen rồi. Nó kêu tính tích phân từ 0 đến 3 của thằng fx hả? Tích phân từ 0 đến 3 fx hả? Các em có giải câu này chưa? Tích phân đi từ 0 đến 3. Rồi. F của 3x là nó bằng với fx trừ đi 2 hả? Tính tích phân đi từ 0 đến 3. Khảo sát hàm số mũ và log đi. Khoan để chuyển qua này coi. Thì cái câu này mình nhìn vào đây nó cho mình cái tích phân từ 0 đến 1 nè. Rồi nó kêu mình tính tích phân từ 0 đến 3 thì tự nhiên mình rất là tự nhiên mình sẽ lấy tích phân từ 0 đến 3 hai vế nè. Tích phân từ 0 đến 3 của f của 3x. Rồi dx từ chỗ này nha, từ cái dòng này. Từ dòng này. Mình lấy tích phân hai vế đi từ 0 đến 3, này hàm này liên tục mà. Này sẽ bằng tích phân từ 0 đến 3 của fx dx trừ cho tích phân từ 0 đến 3 của 2x dx. Rồi cái phía trước á, thì mình chỉ cần đổi biến mà đúng không? Cái này thì bài này khá là quen thuộc rồi. Bài này nó sẽ bằng đây, thành như thầy lấy sai á. Tích phân từ 0 đến 1 mới đúng. Từ 0 đến 1 mới đúng. Này từ 0 đến 1. Rồi lấy tích phân từ 0 đến 1 thì lúc đó là chỗ này nó sẽ cho mình tích phân từ 0 đến 1 bằng 5 nè. Cái vế bên phải là bằng 5 nè. Tại tích phân từ 0 đến 1 này bằng 5. Trừ cho cái này là nhiêu vậy? Này là x bình đúng không? Nguyên hàm x bình thì nó là 1 và phần 4 luôn. Rồi, cái này chúng ta cho đổi biến đặt t là này thì nó sẽ ra là 1 phần 3. 1 phần 3 phía trước nhân lên 3 nó sẽ ra quả bằng 12. Câu này câu B. Câu 14 thì câu 14 các em bấm máy tính kìa. Bấm máy tính.
Đâu, máy tính rồi ta. Cô gốm này kia bấm máy tính được. Cái dạng như con số 14 thì dễ, nếu bấm máy tính không được thì phân tích ra thôi, tách cái mẫu ra. Đâu, các em bấm máy tính thử được không? Bấm máy tính cái kết quả bên trái nè, là tích phân đi từ của 5x cộng 6 chia cho x bình cộng 5x cộng 6 chia 12 chứ, cho nên 5x cộng 12 đúng không? 5x cộng 12 chia cho x bình phương cộng 5x cộng 6, rồi cận đi từ 2 đến 3. Bấm cho nó ra, rồi bấm shift e mũ an, rồi nó ra đẹp rồi. Tức là gì thì xong rồi. Thì như thế này là các em sẽ bấm máy tính rồi này, bấm máy nó ra kết quả là bằng số A rồi đó. Còn cái vế bên trái, bên phải các em sẽ biết là log db của 2 mũ A nhân cho 5 mũ B nhân cho 6 mũ C thì nó sẽ bằng kết quả A này. Nó bằng kết quả A mà mình bấm máy tính nha. Bằng kết quả A mà bấm máy tính xong rồi em bấm thì cái thằng này từ đây em sẽ giải phương trình, em sẽ có là gì? Em sẽ có là 2 mũ A nhân cho 5 mũ B nhân cho 6 mũ C, nó sẽ bằng E mũ A. A này là cái kết quả hồi nãy. A nó, em bấm là kết quả mà cái tích phân này. Hiểu không? Bấm là kết quả tích phân này. Thì nó sẽ ra là bằng 27/10. 27/10 thì các em phân tích nó lại thành nhân tử thôi. Rồi phân tích đưa lại thành cái dạng như đưa về cái cơ số giống như này thôi. Thế này. Thì mình viết nó lại dạng là gì? Này là gì nhỉ? Là 2 mũ A nhân 5 mũ B nhân 6 mũ C. Thì lúc này nó sẽ bằng là gì? Là này là 3 mũ 3, sao đây cho số 6 ta? Số 6. Thì thằng này chuyển lên nó sẽ là, này là 3 mũ 3 nè. Thằng này là 2 nè, nhân cho 5 nè. Rồi, thì B là hiển nhiên là bằng bằng 1 rồi, khỏi phải nói rồi đúng không? B là bằng 1 rồi. B là bằng 1. Rồi. Chỗ này ra là 6 mũ C nha. Sao đây là 6 mũ C được? 6 mũ C thì mình tách ra nhưng mà còn dư số 3 sao ta? Thế chỗ này mình phải tách ra lại theo kiểu người ta. Mà thiệt, chỗ này chỉ có vậy thôi mà cũng phải bắt với 5 mũ B nè, 6 mũ C này, xem như là 2 mũ C nhân cho 3 mũ C. Thì thằng này nó là 5 mũ 1. À, 5 mũ trừ 1 này trừ 2 à, trừ 1 đúng không? Là tới đây mình phải phân tích cái thằng bên trái cho bên phải cho nó giống như thằng bên trái mà. Ngồi rảnh rảnh thì phân tích được thôi. Thằng này thì viết lại cho nó dễ nhìn đi. Là chốt lại là cuối cùng mình chỉ cần phân tích thôi. Thật ra cái bài toán này không hiểu là cái yêu cầu của đề bài là muốn thí sinh giải được tích phân hay là muốn thí sinh phân tích được cái số hạng này về cái lũy thừa của các số nguyên tố. Nếu mà yêu cầu mà phân tích về lũy thừa các số nguyên tố rõ ràng là dành cho học sinh ở cấp 2 chứ mà. Đúng không? Cái mình cần tính tích phân mà tự nhiên đi cho là chi, chỗ này là 6 mũ C. 6 mũ C thì bên đây nó không có cơ số 6 rồi nè, do đó mình phải tách ra thành là chỗ này là sẽ là 6 thì mình tách thành mấy? Là 2 mũ C nhân với 3 mũ C. 2 nhân 3 hả? Rồi. Rồi bên đây là sẽ bằng là 3 mũ 3. 3 mũ 2 nhân cho 3 mũ 3. À, 3 mũ 2 nhân 3. Này nhân cho 2 mũ. Thầy đưa ra là 2 mũ mấy? Này 3, này 2 mũ A cộng C. 2 mũ trừ 1. 5 mũ trừ 1. Vậy là C, nãy dễ là 3 mũ 3 luôn đi chứ. 3 mũ 3 luôn đi.
Vậy là B nó bằng là trừ 1. Còn này là A cộng C nó phải bằng là trừ 1. Còn thằng C là bằng 3. Vậy là mình giải được là B bằng là trừ 1. Rồi C là bằng là 3. C bằng 3 đem thế vào đây, A bằng trừ 4. Rồi, kêu tính A2, A3, C thì các em tới đây các em cộng lại được ha. Rồi. Thường thì bài này cũng chưa giải, thấy thì thấy như này thường thì người ta hay cho này là mình phân tích ra đây là xong, cái này bắt mình phải tách số 6 thành 2 nhân 3 nữa chứ. Ra C. Rồi. Đây ta cho qua nhé. Các em cộng lại thầy đáp án này. Ở đây thầy tính đúng chưa? Ta qua cái câu khác đi ha. Câu này nó cũng dễ mà. Câu mình cần thiết là cái câu phía sau. Còn một số phức nữa. Câu số 15. Cái câu số 15 là phương trình biên phân cấp 1. Bỏ đi khỏi giải. Phương trình này, phương trình này gặp nhiều à. Nhiều em hỏi thầy thì đánh máy ra đây luôn nha. Không, câu này là phương trình biên phân cấp 1 à. Các em đưa nó về đúng dạng, các em muốn giải không? Cho qua câu này luôn đi ha. Qua câu số 16 đi. Câu này các em đưa nó về, muốn giải em đưa nó về là f(x) bằng là f(x) cộng cho gì? Em chia xuống cho 2x, f(x) bằng là f(x) này là 1 chia cho 2x thì nhân cho f(x). Bên đây chia 2x là bằng 3 đúng không? Rồi, tới đây thì em tính cái nguyên hàm thằng này. Rồi, tính nguyên hàm thằng này xong rồi. Hoặc là nhân thêm cho 2x vào hai vế này. Đây là cái phương trình vi phân này. Thì các em có thể xem lại các bài giảng trước đó thì có giải. Này là bx này. Rồi tính cái tích phân của thằng 1 chia cho 2x thử. Là nó sẽ ra là bằng gì? Log Neper của 2x. Ở đây x dương rồi nha, không lấy trị đối nha, vì x nó dương á. Ở đây ta đang xét x dương nè, khỏi để trị đối vô. Sau đó là bước 1 là tính này ha. Bước 2 là nhân cho nhân hai vế cho e mũ log Neper của 2x nè, nó sẽ ra là gì? Chính là 2x luôn mà. Thì thằng này sẽ được, ủa? Thế này nó có sẵn rồi mà tự nhiên mình chia xuống mình nhân là chi ta? Vậy là cái chỗ này nó chỉ là muốn mình thêm bớt cái này thôi. 2x f(x) nhân 2x. Rồi. Rồi vậy này có sẵn luôn rồi. Đây thì đưa về giải cho đúng dạng. Tới đây thì các em chỉ việc là đưa nó về đúng cái đưa nó về đúng cái thằng nguyên hàm của cái dạng là u đạo hàm của một tích là xong rồi. U nhân v tất cả đạo hàm là xong rồi các em ơi. Thôi câu này cho qua đi. Các em nhẩm cái chỗ nó đưa về là xong. Đó là cái phương trình biên phân cấp 1 mà dạng này dễ. Tao qua câu số 16 nè. Nếu các em cần giải chi tiết thì để lại comment ở dưới nha. Chứ còn câu này thì thầy không cần. Khi nào cần thì thầy sẽ giải. Để comment bên dưới thầy sẽ giải chi tiết cho các em. Tại vì còn nhiều câu phía sau nó khá là hay. Để dành thời gian cho mấy câu phía sau đi. Câu số 16. Câu số 16 là cho f(x) bằng f(y) của 1 trừ x. F(x) bằng f(y) của 1 trừ x đó các em. Rồi f của 0 bằng 1, f của 1 bằng 2019. Thì cái câu này á, cái dạng nó quen thuộc quá phải không? Các em có nhớ cái dạng mà mình đã, nếu nào theo dõi nhiều bài giảng của thầy thì thấy cái dạng này phía trước tích phân từ 0 đến a gì đó của f(x) dx á, nó bằng tích phân từ 0 đến a của thằng f của a trừ x dx á. Đúng không? Rồi cái này, cái tính chất này. Các em nắm tính chất này. Rồi. Thì các em thấy nó giống cái dạng gì đúng không? Là f(y) của x bằng f(y) của 1 trừ x. Với bằng x thuộc qua r, f của 0 bằng 1, f của 1 bằng 2019. Tuy nhiên là lúc này là cho f(y) của x bằng f(y) của 1 trừ x nè chứ. Nó kêu tính cái này. Thì các em không thể nào các em lấy cái tích phân hai vế từ chỗ này được. Từ cái phương trình này nha. Thì các em sẽ suy ra được là lấy nguyên hàm hai vế thì sẽ được f(x) bằng là trừ của gì? F(x) bằng trừ của f của 1 trừ x cộng c đúng không? Tại vì nguyên hàm của này các em cần phải nắm được cái công thức là nguyên hàm của
Em mới nắm công thức là nguyên hàm của gì? Nguyên hàm của f ax cộng b dx thì đáp án là trừ 1 phần a, nguyên hàm hàm hợp f của ax cộng b cộng c. Bên đây cộng c nó cộng một lần thôi, thì chỗ này nguyên hàm của f phẩy này là bằng trừ 1 có trừ phía trước. Và từ đây em có f của x cộng cho f của 1 trừ x là nó bằng c. Thì cái bài này là cái bài trên đây nè, bài quen thuộc, nhưng mà nó không cho sẵn cái phương trình như thế. Thì nó cho f0 bằng 1, f1 bằng 2019. Thì các em chỉ việc là thế cái số 0 vào đây thôi. Cái này từ phương trình sau này nè. Thì em cho x bằng là 0. Em cho x bằng 0 vào đây. Em cho x bằng 0 vào đây thì em sẽ có được là f của 0 cộng cho f của 1 bằng c. Tức là em sẽ được là 1 cộng với 2019 bằng là c. Tức là c nó bằng là 2020, đúng không? Thế là mình sẽ được cái phương trình là fx cộng cho f của 1 trừ x bằng 2020. Tới đây thì xong rồi, tới đây em có thể giảm được kết quả rồi. Tới đây em lấy cái tích phân hai vế là từ 0 đến 1 của fx dx cộng với tích phân từ 0 đến 1 của 1 trừ x dx bằng tích phân từ 0 đến 1 của 2020 dx. Thì em cái này ép nha. Cái này nãy đã nói cái tính chất hồi nãy, tích phân từ 0 đến 1 của fx f của 1 trừ x dx sẽ bằng như này. Do đó sẽ là 2 lần tích phân từ 0 đến 1 của f của 1x dx. Còn thằng này thì nó bằng 2020 mà. Để chia xuống cho 2 là sẽ bằng là 1010 không? Là câu C ha. Rồi các em xem lại cái lời giải của cho câu này coi có hiểu không? Rồi. Tao qua cái phần số phức các em. Số phức cũng có nhiều câu khá là hay ở phía sau. Rồi số phức. Cái câu số 1. Câu số 1 câu này là những cái nhóm này thì những em hỏi thầy là nằm trong, chắc em giải thầy giải theo cái kiểu là mấy câu này chắc em giải theo kiểu đặt z bằng a cộng bi, nên các em thấy nặng quá nên nhắn tin hỏi thầy tại sao mấy bài này có cách nào nhanh hơn không, giải nặng quá hả. Thì chắc là những bài này nè em giải theo cái kiểu là cái bài này cho em giải kiểu đặt z bằng a cộng bi xong em thế vô em giải luôn từ trực tiếp từ phương trình này ha. Thì các em giải như thế là rất là nặng là đúng rồi. Những cái bài này thì các em không giải ra cái chữ a và chữ b trực tiếp đâu. Mấy cái bài này á, những cái bài dạng này nè em thấy nó nặng thì em phải thật ra phải tìm cái gì, em phải tìm cái mô đun của z trước á, em tìm mô đun của z trước chứ không phải là em giải tìm a b trực tiếp từ cái bài này, rồi rất là khó. Em giải a b, em đưa a b vô phương trình rất là nặng. Thì cái bài này em nên là đặt t này ha, từ cái phương trình này, phương trình thì ta sẽ viết lại là y z cộng với 5 y chia cho mô đun của z bằng là 7 trừ cho z. Rồi chỗ này em chuyển qua thì em sẽ được là z 1 cộng y bằng là 7 trừ cho 5 chia mô đun của z nhân với y. Tới đây em sử dụng cái kỹ thuật là lấy mô đun hai vế, lấy mô đun này, mô đun này, đúng không? Tức là cái bài này các em tìm cái module của z trước chứ không phải là các em tìm ra trực tiếp cái chữ z luôn. Từ đây em tìm cái module của z, cái phương trình này module của một tích thì bằng tích các module thôi. Thằng này nó sẽ bằng là căn 2 nhân với module của z, còn thằng này bằng là căn bậc 2 của là 49 cộng cho 25 chia module của z bình phương. Thì em đặt t là module của z đi để cho dễ nhìn thôi chứ gì. Thì em sẽ có một cái phương trình đưa được phương trình là căn 2 t bằng là căn bậc 2 của 49 cộng với 25 chia cho t bình phương. Các em bấm shift son nè, t nó phải dương. Các em bấm shift son, shift son với lại cái việc giải nào nhanh hơn, shift son thử nhanh hơn. Tới đây bấm shift son tìm ra chuyện tìm được module của z là được. Cái gì em chỉ cần một module của z thôi, một cái dương của z thôi thì em thế cho ngược vào chỗ kia em sẽ giải ra được. Rồi
Rồi, tới đây thì các em tìm ra cái module Z của thầy nha. Bấm shift son thử ra, bấm shift son nhẹ tay nào nhanh hơn ta. Đây là căn bậc 2 của 49 cộng với 25 chia x trừ cho căn 2x. Shift son. Sao nó ra xấu vậy? Tính có sai chỗ nào chưa? Này z cộng 1 là z ra là căn 2 modulo z đúng rồi. Này chữ là 7 là 49 này 25 chia modulo z. Lấy modulo thì thằng này bình phương là 25 chia modulo z bình phương là đúng rồi mà ta. Thôi bình phương là giải tay luôn chưa rồi. Thằng này sẽ ra là 2t bình phương bằng là 49 cộng cho 25 chia t bình phương thì sẽ ra là 2t bình 2t mũ 4 trừ cho 49 t bình trừ cho 25 bằng 0. Rồi bấm máy tính này thử phải không? Quy trình này đúng chứ? 1 5 3 2 trừ 49 trừ 25 25 đúng rồi. Vậy là t bình bằng 25, vậy là t nó sẽ bằng 5 vì t nó dương. Rồi, t bằng 5 thì lúc đó mình mới viết lại cái phương trình là gì? T bằng 5 thì lúc đó em có thay vô đâu. Em ra t bằng 5 ha, em ra t bằng 5 như này. T bằng 5 thì lúc này em sẽ thế vào đâu? T bằng 5 thay vào đây nè. Em thay vào chỗ này nè, em thay vào chỗ này nè. Em thay vào cái chỗ là z nhân 1 cộng y nó bằng là 7 trừ cho 5 chia cho 5 nhân y. Rồi các em sẽ chia xuống là z nó sẽ bằng là bên đây là 7 trừ y chia cho 1 cộng y là sẽ ra kết quả, đúng không? Đó, thật ra em thay vào cái chỗ mà em thay vào chỗ mà em biến đổi khúc sau đó, chứ không cần phải xây từ ban đầu phương trình đâu thì nó sẽ mất công lắm. Rồi tới đây là xong các em, xong cái câu số số 1. Ta bấm thử coi, giải có sai không? 7 trừ y chia cho 1, 2 7 trừ y chia cho 1 cộng y 3 cộng 4 y phần thực cộng phần ảo là bằng trừ 1 thôi. Ủa, 3 tính tổng phần thực và phần ảo của số z 3 với trừ 4 sao các quả mà trừ 1 ta, đánh máy không biết có sai không. Thôi, giải hướng dẫn cách giải như thế là được rồi. Chắc chọn câu nào hay ở phía sau giải các em ơi. Cho em xem ở phía sau có câu nào hay hay giải. Giờ cũng trễ. Nhắc giải thêm câu nữa thôi. Hôm nay mình làm việc sớm rồi. Giải thêm một câu nữa thôi. Nghỉ nha. Các em thấy câu phía sau câu nào cần giải em? Từ cái câu với câu số phút phía sau. Em thấy câu nào hay cần giải. Câu nào tìm giá trị lớn nhất con này cộng này. Rồi thôi chắc giải một câu nó nghỉ nha các em. Các em không có bình luận gì hết thì thôi giải một câu nó nghỉ. Đâu rồi ta? Cái câu số 2 này thì cái dạng này mới giải hồi bữa trước luôn. Là cái kỹ thuật lấy mô đun á, nếu tìm bán kính của cái đường tròn lấy mô đun rất là dễ chỗ này. Hình như nếu nhẩm nó ra luôn là nhẩm nhẩm luôn nó cũng ra, thì mẹ không biết có nhẩm này. Này sẽ chia xuống cho là nhiêu ta. Này lấy đặt cái này ra là mô đun của tính mô đun này nè. Shift. Cái bài này nè. Cái bài này em chỉ cần là em đặt cái này ra làm những tiêu chung để tính coi mô đun của cái số nguyên số Z này. Có hai này nhẩm được không? Nhẩm thử. Ship. Này. Khỏi luôn đi, tính nhẩm nhanh hơn nữa nè. Thằng này là bằng mấy? 9 với 1 là 10, 10 chia cho 5 là 10 chia 5 là 2 là căn 2, căn 2 thì thằng này là 10 chia căn 2, 10
10 chia căn 2 là bằng 5 căn 2. Rồi thằng quỷ này chia đây là 1, 1 là căn 2 là căn 5. Rồi, nếu không nhầm thì đáp án là C đúng không? Tại vì thế này thì nhẩm nhanh lắm em. Này thì lừa giải này, hôm qua có chỉ em cái cách tính nhanh nè. Em đem cái thằng này ra là 3 trừ cho y chia 1 cộng 2y ra ngoài làm nhân tử chung, bên trong còn là z cộng với cái mới gì đó kệ đó, cái khúc này gì đó kệ đó, bằng là 10. Tại đây đi chỉ đề bài chứ yêu cầu tìm bán kính thôi mà. Này không cần biết nha, này không cần biết. Thì từ đây em sẽ được module của z cộng với cái gì đó. Nó sẽ bằng 10 chia cho cái module bên đây. Này lại mấy là 10 căn 10 với này. Căn 10 với này là nhiêu? Căn 2. Để coi tính đúng không ta. Này căn 10. Này căn 10 nè. Căn 10 bên đây căn 10 này, bên đây sẽ là nhiêu? Đây sẽ các căn 10 chia cho căn 2 đúng không? Căn 10 chia căn 2 là này căn 10 chia căn 2 là căn 5. Căn 5 thì thằng này sẽ là căn 10. Tự nhiên tính nhẩm như này, lại tính nhẩm ra. Các em hiểu không? Đặt cái này ra làm những thứ chung, cái khúc trong đây nó chẳng cần biết khúc đây là cái gì đâu. Rồi, thì căn 10 chia 2 là căn 5, căn 5 căn 10 chia căn 5. Rồi, căn 2. Là lúc này mình sẽ ra được cái z cộng những khúc gì đó, nó bằng là căn 2 như này, mình chẳng cần biết đâu. Rồi, hình như thầy tính sai hay gì vậy? Căn 2 đúng không? Rồi từ cái phương trình này thì các em sẽ viết là vi kép nó bằng là vi kép nó sẽ bằng là v kép cộng cho 1 chia cho 1 cộng y á, là nó bằng y chia cho 1 cộng y, 1 cộng y nhân với z. Thì đáng lẽ là phải thêm bớt chỗ này nữa. À, tính sai. Gấp quá tính sai. Cái bài này nhẩm tí xíu là ra luôn. Thầy khỏi cần phải giải cái bài này. Tại vì chỉ cần tìm bán kính thôi nên thầy đặt cái này ra này, em hiểu cái ý tưởng này nó rất là nhanh nha. Là mấy cái bài này em giải chắc trong vòng, nếu mà chính xác trong vòng một phút á, tính kỹ 1 phút 30 giây á, còn tính tí xíu 1 phút nữa. Đặt cái này ra là 3 trừ y này, tính nhẩm cũng ra đó, 1 trừ cho 2y nè. Còn khúc trong này z cộng với cái mới gì đó thầy không cần quan tâm, ở đây là bằng 10. Rồi, cái này sẽ là bao nhiêu? Thầy này sẽ là căn 10 chia cho căn 5. Rồi, căn 10 chia căn 5. Rồi nó bằng là z cộng với cái này cái gì đó không cần biết bằng 10. Thế thì sau này sẽ là bằng module của z cộng với cái khúc gì đó, mình không cần quan tâm. Các em đừng có quan tâm cái chỗ này nè. Cái lý do mà các em giải nó mất thời gian hơn người ta là các em phải quan tâm đến cái việc tìm cái này ra cái gì. Cho đây sẽ bằng là căn 2. Căn 10 chia căn 2 là bằng 5 căn 2 chỗ này. Đấy. 5 căn 2 chỗ này nha, là cần con số chỗ này thôi. Rồi cái khúc này nè, cái phương trình người ta cho em là 1 cộng y nhân với v kép của y z cộng cho 1. Đấy. Các em chỉ cần quan tâm đến những cái yếu tố cần thiết thôi. Tức là khi giải trắc nghiệm không thực hiện phép toán thừa. Nó bằng là y. Thậm chí cái này thầy không quan tâm, tại vì thầy cần tìm bán kính, nó liên quan tới cái việc tìm bán kính y chia cho 1 cộng y. Không biết là các em có nắm được những cái ý tưởng như thế này thì nó sẽ giúp ích cho các em cái việc giải cái tốc độ trắc nghiệm cái nó tăng lên nhiều lắm. Từ đây thì các em lấy mô đun thằng này, tại cái này khúc này nó là bán kính nè, nên mình không cần. Ôi rất là cái tâm nên không cần. Lấy mô đun thằng này, mà mô đun thằng này thế bằng là 1 phần căn 2. Thằng này là 1 phần căn 2 nhẩm được. Thằng này mô đun này bằng 5 căn 2. Nên thầy tính cái ra nhân bằng 5 đó, các em có hiểu không? Đó là lời giải cho bài này á. Nếu các em hiểu ha. Nắm được cái ý tưởng cho cái lời giải bài này không? Là thực hiện phép toán tối thiểu để đến kết quả thôi. À, theo triết lý của bóng đá hả? Chỉ cần ghi cái bàn thôi. Rồi, bài này là ra bằng căn 5. Nhớ các em. Chắc là thầy sẽ dừng lại cái bài giảng ở cái câu số 2 này với cái ý tưởng có thể nói là khá là táo bạo đúng không? Cái ý tưởng tính toán khá là táo bạo. Đấy, rất là thực dụng. Rồi. Thầy sẽ chắc sẽ nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở một cái bài giảng khác. Chào tạm biệt tất cả các em. Chúc các em có một buổi tối học vui vẻ, hiểu bài, hiểu được hết tất cả những gì thầy đã giảng, và có một buổi tối ngủ ngon. Hẹn gặp lại sớm.